nếu một người Ả Rập đang sống ở Việt Nam, hồi hướng công đức đã tạo cho chư thiên và các loài phi nhân, và họ nói bằng tiếng Ả Rập thì sao? Các loài phi nhân như ma quỷ từng là người Việt Nam có hiểu được không? Nếu không thì phải chăng sống nhờ phước nào? Sống ở nước nào thì phải nói bằng tiếng nước đó để việc hồi hướng được hạnh tựu. Còn các chư thiên hay các loài phi nhân có thần thông thì sẽ hiểu được hết. Rồi cái này nó suy thấy hình như là có vẻ nó giống như trong mấy cái phim hài, <laughs> có nghĩa là thí dụ như mình qua Thái thì mình phải phải cầu bằng tiếng Thái nhưng cầu bằng tiếng Việt có khi người ta không biết cho mấy con gì đó cho mấy con ấy qua qua bên Iraq coi <laughs> làm nội gián đó, cuối cùng nó quên được cái đấy à, thành thử là mình cứ nghĩ theo cái kiểu của mình thôi nếu như mà quý vị có có nghiên cứu về cái ngôn ngữ á, thì quý vị biết là cái những cái ngôn ngữ của mình á, bây giờ mặc dù nó nhiều như vậy nhưng mà nó nó cùng những cái gốc lớn nha nó cùng những cái gốc lớn hơn nữa đó những cái loại phi nhân tính luôn cả chư thiên những những cái hàng ngạ quỷ họ cái thời gian sống của họ rất là lâu lâu lắm thưa quý vị, lâu từ thời Đức Phật quá khứ cho đến thời Đức Phật hiện tại cũng có nữa. thì đối với họ thì cái ngôn ngữ nó không là cái vấn đề gì hết trơn á, đó là cái đại vì ở lâu quá. Đó. À, cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tầm nhìn đó, nó rộng hơn. thí dụ như chư thiên, đó, tầm nhìn của họ là tầm nhìn cả một cái quả địa cầu thưa quý vị, cả một quả địa cầu, thậm chí là nhiều cái hành tinh. À, thậm chí là các vị đó gặp các vị Phật quá khứ, tức là đã trải qua một cái giai đoạn biến thiên của xã hội rất là nhiều, trong đó bao gồm các ngôn ngữ, thì ba cái trò này là cái trò con nít nha, cái đó không có là cái gì với các vị đó hết. À, rồi nó có lại có thêm một khả năng nữa đó là gì? Các các vị trời đó, các vị đó có năng lực đọc tâm nha. À, thì các vị đó nhiều lúc mình cũng không có cần cái cái ngôn ngữ đâu mà hoặc là cái ngôn ngữ của mình không cần phải diễn đạt bằng một cái ngôn ngữ chính xác nào đó một cái quy định nào đó mà các vị đó có thể hiểu được đại ý của mình cái đó có nha cái chuyện mà mình hồi hướng phước cho 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 cho, cho... 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 nhân á Để... đây đại biểu cho con... nhà vĩ đó là nó sẽ có, có cái tính năng cái đặc tính của loài nó là đặc tính đi kiếm ăn. ví dụ như bây giờ là mình làm một gia đình đi bảy tám anh chị và em mà mình là, là may mắn mình được giàu mình sang mình giàu sang chút thì em út mình hay là cứu bác anh chị gì đó mà lỡ có trục trặc về tiền bạc đi kiếm ai đi kiếm mình, Không lẽ đi kiếm ba bảy mà nó đang đạp xe đạp đạp xích lô sao kiếm nó làm gì? giúp mình thì mình đi xe hơi nhà lầu kiểu vậy cái chức năng của loài nó hướng tới cái sự đi kiếm tầm cầu tầm cầu cái vật thực cái bản năng giống như bây giờ ừ, cái con chó đó, nó đâu biết tiếng việt đâu đâu biết tiếng người nhưng mà mình kêu nó biết nó mình nói gì nó nghe đó nó mới hiểu đó hiểu qua cái cảm nhận cho loài rồi mình thấy cục thịt nó ăn đó mình kêu mình kêu cái nè ăn đi nó ăn đó mình kêu thậm chí có những con chó đó, mình kêu nó phải làm động tác này động tác nọ mới cho nó ăn nó làm đó hay là người ta huấn luyện cái heo đó thì này là tính của loài là tầm cầu cái sự họ sẽ biết được cái nơi nào dành cho mình tới để mình có được cái sự hồi hướng đó ví dụ một gia đình cái người thân đó chết sanh làm ngạ quỷ thì họ sẽ tự biết họ đi đến cái nơi để mà họ nhận được cái phước báo ví dụ đi kiếm cái nơi nào có phân bằng biết thuộc của mình cái nơi đó có giáo lê pháp cái nơi đó có cái sự là bố thí để à, phân bằng biết thuộc họ hướng cho chứ không lẽ anh giờ đi qua thằng cháu ở Afghanistan bỏ bơm chả đâu đâu đi qua bến đâu. họ sẽ tầm cầu như vậy cái phạm vi hoạt động của loài ngạ quỷ đó quý vị nó lớn lắm và nó không có như mình tưởng tượng đâu theo như sư đọc ở trong kinh thì nó hoạt động coi như là nó nó chạy từ mình gọi là chạy từ thế giới này qua thế giới khác nó chạy rất là xa nó đi rất là xa thì trên con đường đi xa như vậy đó nó phải đi qua rất là nhiều những cái quốc gia thành ra là thôi nó là cái kiểu là xuyên lục địa nha xuyên xuyên quốc gia thành ra mình đừng có lo cái chuyện là người ta có thuần thục cái ngôn ngữ của mình hay không